Nay mình sẽ chỉ các bạn ráp đầu bò. Sẵn mình chỉ các bạn độ lên cam 6.5 để cho các bạn xe đề ba lẻ các bạn. Thì lên cam 6.5 thì chúng ta cần cây cam 6.5 hai lỗ giống vậy nè. Cái núi cam nó sẽ cao hơn cam zin bình thường, nó bầu hơn, cao hơn. Cam zin của chúng ta 5 ly mấy thôi nè. Nhọn nữa không? Là nó thấp hơn, cái núi cam thấp hơn, nó nhỏ hơn các bạn. Nhầm kỹ nè, cam 6.5 hai lỗ. Rồi cam này cam ba lỗ nữa bạn, hôm nay mình xài cam hai lỗ thôi, hai lỗ băm hai răng thì cần giữ cam băm hai lỗ các bạn. Còn lò xo đầu thì chúng ta cần lò xo độ, lò xo độ nó sẽ dày và mập hơn lò xo zin. Lò xo zin nữa bạn, nó nhẹ hơn nè, lò đầu nó cứng hơn nè, mới chịu nổi cam 6.5 nữa các bạn. Cò thì chúng ta cần cò độ. Khi mà ráp đầu lên chúng ta coi ắc coi nó có lỏng không bạn, lỏng nhưng mà ráp canh nó cũng kêu rã các bạn. Này cho cò cho cam các bạn. Phốt xúc bắp hai phốt xúc bắp các bạn. Phốt xúc bắp nằm đây. Thì lúc mà gỡ cái đầu bò ra mấy bạn kiểm tra coi, nếu mà mấy bạn không đi xúc bắp, bạn kiểm tra coi nó có hở xúc bắp hay không, thì cái xúc bắp xăng ở đây nè các bạn. Đúng không? Bắp xăng ở đây nè. Các bạn kiểm tra bằng cách đổ xăng đây, bịt kính cái xúc bắp là để ngửa lên coi nó có rỉ xăng ở đây không, rỉ xăng ở đây là coi như nó hở xúc bắp, bạn phải đi sấy lên. Không có rồi thôi thì các bạn để là sẽ đỡ cũng được. Giờ mình ráp đầu bò đi. Thì đầu tiên thì ráp phốt vô đây, xong rồi mấy cái phốt này là lúc mà các bạn tháo ra, các bạn thay phốt á. Rồi các bạn vô lò xo nó đi. Lò xo có hai lò xo nhỏ ở chưa trước các bạn. Xong lò xo bự. Đó các bạn vô hết. Rồi, để chén đây. Chén lò xo ngựa. Đó lò xo độ á nó nặng lắm các bạn. Rồi mình ép nó phải vô dứt khoát các bạn, chứ không nó nặng lắm, khó vô đúng không các bạn. Mình chỉ các bạn vô một búa luôn. À quên, mình phải có cái nắp xúc bắp lót ở dưới để cho cái xúc bắp được nó chạy nha các bạn. Mình sợ cái nắp xúc bắp ra. Lót ra đây các bạn. Lấy quần jean á, cái giải jean nó tấn là đựng cho cái móng ngựa nó bay ra các bạn. Giữ móng ngựa lại, để đây nè. Rồi sao độ khó vô các bạn, nặng. Rồi. Nè các bạn thấy cái đầu đó xúc bắp nó lú vô là gì, là vô các bạn đó. Mình làm phải chính xác cho nó vô gì nữa các bạn. Đó nó lú lên gì nè, móng ngựa phải vô hai cái đầu xúc bắp phải lú lên gì nè các bạn. Đó, vậy là rồi nó mới vô nữa các bạn. Phải dứt khoát gì á. Còn nếu mà gõ không được các bạn sử dụng cái này nó cũng được các bạn. Dùng ép nó vô. Mình thường mình sử dụng búa hay là tay thôi. Nhưng mà lò xo độ nặng lắm, mình sử dụng búa thôi. Thì bên đây cũng vậy, hai bên làm cũng giống vậy thôi. Đó, móng ngựa vô, chén rồi bỏ móng ngựa vô. Đó các bạn. Rồi xong mình cũng làm mấy chén vậy luôn. Bịt cái bản zin giống vậy. Đó. Để vô gõ cho dứt khoát. Rồi nhớ cái lót cái nắp xúc bắp ở dưới cái chảo nữa các bạn. Đó, như là đã vô nữa không bạn. Ok.
giờ mình lắp cam vô. Thì cái cam á, thì mình muốn gắn siết ốc vô cái này cũng được, hoặc là lát mình siết sau lúc mà ráp lên máy mình siết sau cũng được các bạn. Đó mình coi coi kiểm tra coi lỗ đạn nó có bị lỏng hay không các bạn, mình đóng lợn đó, mà đạn mình mới đóng về bỏ vô, bỏ cam vô các bạn không đó. Rồi ok, bây giờ bắt đầu mình lắp cò, à, cho cò nữa các bạn đó. Nằm bên đây, nằm bên cho cò nằm bên đây ngay các bạn đó, nó vậy nè, nằm vậy nè các bạn. Cái mặt này á xe ngoài mình lắp cò vô. Cho cái đầu răng nó vô trong các bạn, cái răng này nè, mấy cái răng là cho vô trong để có gì mốt mình lấy cái lấy đồ mình gịch ra dễ các bạn. Okay. Mình lấy cái vít hay cái gì mình chọt cho cái ác nó qua sao qua qua dứt khoát luôn các bạn, vô sâu luôn đó không đó, chọt nó vô sâu luôn rồi đó. Mấy cái này là mình chưa có canh cò các bạn, mà mình khi nào mà mình ráp chuẩn cam á, mình lên mình ráp cam cho nó ngay cái chữ T á, để cho cái núi nè, cái núi mấy cái núi cam này nó giàu như cái tư thế chuẩn bị á, mới chuẩn. Rồi bắt đầu mình canh cò sao bạn, canh cam xong canh cò sao bạn nó mới chuẩn. Mình lắp bánh cam thì mình canh cái bánh cam ngay cái vạch đây nè, cái dấu chấm tròn này nè, chấm tròn này á mình lắp lúc mình ráp mình lắp ngay đây á, ngay cái chấm tròn này, ngay cái vạch của cái đầu bò này á chuẩn trước, rồi xong mình bắt đầu mới canh cò các bạn đó. Nó chuẩn để cho cái núi cam này nó vô chứ tư thế chuẩn bị trước nữa không đó, mình canh trước xong mới bắt đầu mình canh cò sau nó mới chuẩn các bạn, ráp lên máy rồi xong đó, thì mấy bạn lấy cái này xiết nữa thôi, nắp cánh bướm này rồi, nắp cánh bướm kiểm tra rồi ron rồi nó còn tốt luôn các bạn, ron nếu mà không hơi nó xì nhớt nha các bạn đó, bỏ vô xiết vô, xiết ốc vô các bạn đó, mình xiết ốc vô, xiết vô đó, vậy thôi các bạn đó. Rồi cái này xong rồi á, mình ráp lên máy, mình bắt đầu ráp bánh cam với xin cam rồi vô mình bắt đầu canh cam, xong mới canh cò sau nữa các bạn. Cái này mình chỉ mình ráp, mình chỉ các bạn ráp đầu bò thôi, canh cò thì cái phần video trước mình chỉ mấy bạn rồi các bạn.
giờ chỉ cần ráp lên canh cái bánh cam mà nó ngay cái chấm tròn này nè, nó ngay cái vạch đầu bò này nè, nó thôi ngay vạch đó, thì mình chuẩn cam trước là để cho nó vô cái tư thế chuẩn bị đây nè, nó vô tư thế chuẩn trước, nó chuẩn cái cam trước rồi đầu mình mới canh cò sao nó mới chuẩn thôi bạn, không thôi nó méo hơn gì các bạn không được đó. Thường thì đi cam số 5 thì xe giúp mấy bạn đề ba lẹ mạnh đúng không, tại vì cái núi cam nó cao hơn cam di nữa bạn, cao hơn nó đội xuống mình xuống nó hút thêm miếng xăng đúng không, không có đáng kể nhưng mà hút thêm miếng làm cho xe mình đề ba nó lẹ nó nhẹ bạn, nó cũng thuộc dạng là bài di nữa bạn. Thì ráp cò nãy mình nói rồi, kiểm tra mấy cắt cò này coi có lỏng hay không, nó lỏng rồi bạn canh cỡ nào nó cũng kêu bạn đó. Còn cam thì lên xe canh trước đó, rồi canh cam trước xong canh cò sau nó mới chuẩn thôi, ráp lên kiểm tra xuống bắp hở không đổ xăng vô đây, đổ xăng đây kiểm tra coi coi xăng nó có rỉ dưới đây không, rồi rỉ ngay chảo ngay xuống bắp xăng hay không, rỉ hở xuống bắp nữa ha đó. Rồi xong rồi ráp lên máy chỉ cần canh cam xong canh cò rồi là xong, canh cò là cái bài trước mình hướng dẫn cho các bạn rồi. Các bạn đăng ký thêm kênh của mình để mai mốt mình hướng dẫn các bạn nhiều hơn, ráp nguyên cái máy luôn từ cơ bản nâng cao luôn các bạn, ráp số này nọ dên rồi bích tông rồi mình chỉ các bạn hết bài viên bài độ luôn các bạn. Chào các bạn.